Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trận chiến ăn uống. Và đồ ăn hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách đó là cơm. Hôm nay chúng tôi sẽ thi ăn cơm để kích thích mọi người ăn cơm. Thì tôi thấy các bạn, nhiều bạn rất lười ăn cơm. Thì hôm nay tôi muốn làm clip này để cho các bạn ăn cơm nhiều hơn. Và trận chiến ăn uống này rất là khác những trận chiến khác, đó là lần này chúng tôi sẽ chơi rất nhiều trò chơi. Cứ ai chơi thua thì sẽ phải ăn cơm. Đấy, mỗi lần người thua sẽ phải ăn một bát như này. Đấy. Ai là người chơi cuối cùng sẽ là người giành chiến thắng và vô địch. Nhất nhì sẽ không phải ăn, ba best sẽ phải ăn. Mỗi người ăn một bát cơm. Khó lắm, xa lắm. Chả biết được. Mong người ta sút vào, à không vào thì... Ôi giời ơi. Lật rồi. Rồi. Mình ở trong đội ăn cơm rồi. Vinh mà sút được bóng vào gôn thì chắc buồn cười lắm nhỉ. Chiến thắng anh Dưỡng đi Vinh ơi. Làm sao mà bốn người trượt được anh? Trượt à? Ui, bẻ chân ra đấy. Rồi, vậy là xong nhá. Rồi, đã có hai người ăn rồi. Rồi đấy, gà đó ai bắt nào ăn. Tôi với Vinh thua thì tôi với Vinh sẽ phải ăn ăn cơm nhá các bạn nhá. Cơm công của Vinh, cơm công nhặt. Thế là chắc phải 50 bát không biết có lo không nhỉ? Nó mà hàng nhiều mà. Thế này mà kiểu nấu cho tí vừng vào thì đi sôi. Rồi, chơi lắm đi. Con này tôi sẽ cố gắng chiến thắng này. Chuyển rồi, ai lấy vòng cho ạ. Ui, ơi. Đi mà lại Vinh. Vinh ăn rồi. Ôi, thôi chết rồi, thôi. Không, vẫn là giấy mà. Ui, trượt thôi. Trượt đi, trượt. Trượt rồi. Thế. Rồi, trò thứ hai, Dưỡng lại thua tiếp. Vinh đến cơm với anh Dưỡng à? Cố gắng lên. Tôi lại thua tiếp các bạn ạ. Hai vòng đầu đã thua rồi, chết rồi. Không chiến thắng được vào đầu tiên rồi, không chiến thắng được băng ngọt. Tiếp theo đó là chơi lật chai nước. Mỗi người một lần thôi. Vinh là chơi đây. Vinh là chơi Vinh à, anh là nãy là chơi giả. Đây cái côn à. Rồi, anh rồi. Băng ngọt đi. Ai sẽ được? Yeah! Ui, tất cả ăn. Vinh ơi! Vậy là chỉ một mình tôi lật được chai nước rồi, vì vậy là ba người này sẽ phải ăn cơm. Cơm sở trường của tôi rồi. Tuy trời nó đang mưa nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm clip vì đã máu rồi thì không ai cản được. Thì bây giờ chúng tôi tiếp tục chơi một trò khác, đó là phi tiêu. Càng gần hồng tâm nhất là càng sẽ là người chiến thắng nhá. Tôi sẽ là người phi đầu tiên nhá. Được rồi. Yeah. Ôi gần đấy. Đây anh giấu không? Đây anh giấu không? Có, đây anh nhớ là không anh giấu đâu, giấu của ai người đấy nhớ. Rồi. Mình chắc hồng tâm rồi, nó không sợ. Rồi, xa lắm. Băng ngọt tin đấy, à, băng ngọt à. Băng ngọt là một trong những ứng cử viên là bị ăn cơm rồi. Rồi anh sợ Vinh với anh ấy không trúng bản. Vinh này chắc chắn là có suất ăn cơm rồi, em khả năng không khỏi Vi. Tiền là đẳng cấp đấy em, khác em Vi đẳng cấp lắm ạ. Nào, nha. Đúng là đặc cấp thật. Đặc cấp thật. Vâng, gần lên băng ngoặt rồi. Cho băng ngoặt xoa này. Đây bên đây này, thấy không? Rồi, rồi vậy là anh Côn chiến thắng băng ngoặt nhá. Băng ngoặt, anh Côn ở vòng thứ 2, còn băng ngoặt ở vòng thứ 3 cơ. Rồi, ăn cơm đi, ăn cơm, Vinh với băng ngoặt đây, ăn cơm. Vinh với băng ngoặt là người thua cuộc, sẽ phải ăn cơm. Vinh thì để chơi 4 trò thì ăn cả 4 bát. Rồi, thôi cố gắng lên. Thì các bạn biết là Vinh nó đẳng cấp rồi mà không sao thôi. Em ơi, những trò sao em gỡ em ơi. Bóng chuyền em sở trường em đấy đó. Không tin. Băng ngoặt đã xong rồi à? Cố gắng hết bạn. Đây các bạn ơi, tiếp tục trò chơi là chúng tôi sẽ đây, sẽ nhấc tạ lên xem ai chịu được lâu nhất nhá. Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Ôi thôi. Rồi. Thì đây là mức tạ là 70 kg nhá các bạn nhá. Trơn, vừa đến lúc mưa cái này trơn anh em ạ. Tất cả mọi người cùng trơn mà anh. Rồi chỉ bị bấm lên con sắt quật rồi. Hơn 70. Để họ còn phải 1 phút, 1 phút. Rồi đấy. Đâm, anh đứng lại đấy, lật thắng hẳn đấy rồi. À, nhiều hơn sắt quật rồi. 10 giây rồi, cố gắng lên con này. Mới 10 giây đã xong rồi. Vâng. Vậy là anh bao nhiêu? 33.05. Rồi. Là 2-3 bắt đầu. Kính băng ngọt nâu ghê nhỉ. Ui không trơn thế nào mà. Cái tạ này thì khả năng chỉ Vinh là thắng thôi.
rồi. Hơn anh Côn. Hỏi hơn anh rồi, tới 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 mình chết chắc rồi. Anh Côn chắc chắn ăn rồi. Cố phải cố. Tuột thôi. Tắt. Rồi, tắt đi. Rồi. Vậy là bác ngoặt được 46 giây 16. Sao mình nhảy ít thế nhỉ? Ai bảo anh thi đầu anh không cố gắng. Vinh nhảy bê tạ thì cũng sở trường rồi. À Vinh sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ai? 1, 2, 3. Vinh nhất Vinh rồi. Nhất gì? 70 Vinh cân nặng lắm. Ui giời. Vinh khỏe lắm. Vinh nhảy khỏe thế nhỉ? Hòa thế là được 10 giây rồi. Mình ăn cơm mình gì? Vinh được 10 giây rồi, cố lên. Hơn anh Côn rồi, cố lên. Vinh tuột rồi. Cố lên. Vinh lúc mà thôi bảo thôi nhá. Để anh em mình bảo thôi, bỏ mọi người vào. Thôi ra rồi, dạ. Đáng anh Côn, đáng em Vinh rồi. Thua anh Côn. Thì bỏ thua kết bản tắt đi gì. Rồi, 35 đi rồi. Vinh được 35 giây. 35 thôi, Vinh với Côn đấy đi. Đấy là tôi cứ cố gắng qua 33 giây là đỡ phải ăn cơm quá. Nhưng mà tôi phải phá kỷ lục bác ngọt 4-5 giây. Mình vô anh... lý này được có 33 giây. Thế thôi ông ơi. Anh 35 giây anh chưa? Chuẩn bị ai? 1, 2, 3, bắt đầu. Ui, nó nặng thế nhỉ? Sao làm thế? Dưỡng chắc lắm. Trơn lắm. Trơn lắm bảo là trơn lắm em thế. Trơn tay người cứng ta lên. Đầu người ta còn không trơn thì thôi. Thế chứ. Thở ít thôi đỡ lực. Ngón tay cứng lên. Dưỡng sức chịu đựng tốt. Tốt gì đang tuột rồi, nhìn tay là biết rồi. Tuột cứ bỏ thoải mái. Thở ít thôi. Thả rồi, nhớ. Tao này không được 30 giây. 35 giây bằng tôi. 35 giây. Mình phải cầm hết cái, cầm thế sao tôi cầm được. 35 giây giờ rồi. Tôi bảo đảm tôi làm như. Anh Dương vừa. 25 giây thôi. 25 giây. Dương với Vinh. Anh Dương với anh Côn. Tôi không chịu luôn, tôi thi đầu nó ướt, tôi chưa lau đi, giờ tôi không, chơi lại này. Không, khi cái đầu cuối thì nhá đi. Này. Thua rồi. Thật, làm sao mà 35 rồi giây. Rồi là, bắt đầu à? Tuyệt đấy lời đi. Chưa, dùng chưa? Chưa, cứ để đấy. Đâu? No. Rồi thôi. Có thế à? Có đi thôi lần trước. Vẫn thế, 30 giây. 30 giây. Đừng tí. Tôi ăn cơm không lấy nhiều, ăn cơm đi. Ăn cơm sáng nào? À, cho anh Dương làm lại thử à? 70 cân nặng lắm các bạn. Lúc đầu tôi cứ tưởng là nó dễ ăn nhưng mà thực sự xa là cực kỳ nặng luôn, 70 cân. Thế? Bắt đầu. Kiểu lao nhỉ? À. Cầm như thế nó vẫn thế mà anh. Cầm kiểu tạm thế. Bắt đầu. Cầm thế nhanh, nâng nhanh mỏi tay hơn. Dạ Vinh, dạ cậu. Tôi phát là chỉ 20 giây. Mất hết chỉ lực rồi. Được 7 giây rồi. Cơm sớm rồi, tôi không được. Đây đây, cơm sớm rồi. Cơm sớm rồi kìa. Đây. Không đi ăn đi. Không cố rồi các bạn. Ôi sao mình đây. Sao lặng thế nhỉ? Nó không bơi được rồi. Trông mình nó nhỉ. Ok, suốt ngày. 70 cân nặng. Bác ngoài 45 giây rồi. Người tay to à, chân dài chân to đùi ấy đấy. Nhìn như này. Đúng rồi, bác ngọt cực cực. Cái đùi mà. Đùi mà. Nước miếng các bạn. Đúng không? Không biết mình bắt cân được mấy sao. Hả? Anh mới được 3 bát. Có Vinh nhiều nhất là 4 bát rồi. Anh là nhẳng thế à. Khó rồi. Ôi giời, tôi lem bóng rổ này, tôi là người nhắm đầu vì hơi căng thẳng thế này. Ăn đạn gì bóng rổ em nói em chuẩn nhất, em chuẩn nhắm đầu. Khả năng tôi ăn cơm rồi. Mà ném thế nào, ném thế nào cũng được à? Vậy rồi. Thôi. Rồi. Rồi Vinh, một người trượt, một người ăn cơm. Vinh thì nhẹ một ra Vinh là nhằng lại ăn chứ đẻo. Vinh nhẹ của tôi. Lên cơm chưa? Không chạm cái gì luôn. Không chạm gì luôn. Yeah. Ủa, hôm nay thế nào ấy? Muốn bắt bằng Vinh rồi, chứ rồi. Rồi, anh còn gì rồi? Rồi. Vậy là đã tìm ra hai người ăn cơm tiếp theo. Cho ăn may mà nó thằng. Mình phải để ăn may thật đó. Nhân thằng đi. Nhân con ở đây cũng chạm cái kia cũng ăn may nhân nhảy xuống đi. Rồi, vậy là mình cũng 4 bát cơm bằng Vinh nẻ rồi. Anh hơn rồi. Anh bằng mà. Bắt đã bắt thêm 5 còn gì? Hơn nó nhiều. Phải không? Thì năm rồi vừa cái này bắt khổ. Không cần biết mấy bát, cứ ai chơi tới vòng cuối cùng tháng. Sao mình hay thua thế nhỉ? Bắt đầu. Đây ta tận xuống đây luôn. Vinh thấp cái đít xuống. Mẹ sắp loại, hò Vinh loại luôn. Trời ơi. Ui để chơi nhiều rồi giờ đâu có thêm mặt. Vinh thấp xuống. Rồi lại giờ thấp đi nữa kìa.
Thôi thôi thôi, gọi chị qua đi. Anh nào gần chay chẳng được gì nữa chứ. Thôi con ngọt rồi chơi đã khom lưng lên gì. Bác Ngọt xin quỳ rồi. Thế như tôi đang mai thứ 6 rồi sao? Nên rồi, Vinh hết rồi. Tiếp theo là thử thách chặt gỗ. Đấy, chặt gỗ nha, nhưng mà thiếu dụng cụ. Có hai con dao với hai cái rìu thôi, tức là nó không lệch nhau ấy. Vì vậy bây giờ sẽ quản tù tì. Chúng tôi phải chia cặp ra. Quản tù tì, ai nhất sẽ được chọn dao, ok? Biết tớ đâu. 1, 2, 3. Ờ, nhất chọn dao. Rồi, thế là Vinh ăn. Ra luôn nhá. 3, ai nhất? Anh biết thì anh nhất. Rồi. Rồi. Nào mọi người chuẩn bị chưa? Đứng xa xa nhau tí nữa vung lung tung. Nào chuẩn bị chưa? 1 2 3 bắt đầu. Rồi, vậy là anh trước rồi coi. Yeah, yeah. Anh Côn gây trước. Băng Ngọt sau. Băng Ngọt bay về tiếp tục cứ ngang như hả? Anh Côn gây trước. Băng Ngọt sau, xem máy quay thì biết. Rồi, Băng Ngọt sau. Vinh à, Vinh vẫn mới được một lửa. Cái này Vinh biết chặt đúng không? Cho Băng Ngọt xem lại máy quay đi ông Băng Ngọt ơi. Rồi, để anh dọn cái này. Vậy là Vinh và Băng Ngọt lại tiếp tục thua, hôm nay lại phải ăn cơm. Tốc độ ăn cơm của cả hai đều đang giảm lắm rồi đấy. Cố ăn nguyên trong hết rồi này. Cổ rồi. Ăn nên sao ăn mấy cơm rồi. Cứ dễ dàng. Ăn trộm nhá. Mọi người sẵn sàng nhá. 1, 2, 3 bắt đầu. Thôi. Anh Dương vẫn đòi tập đóng mà. Vinh đã vào đâu? Thôi Vinh ra dưới trước anh. Cho lạng thua rồi. Thua thì ăn thôi. 8 à? 8 à đâu? Tiếp theo sẽ thi bắn súng led. Ừ. Trời ơi. Gần trúng rồi. Rồi. Bắt cơm được mấy rồi anh cô này? À, bắt thứ 6 nào. Cái vòng này bắn súng len này khó quá các bạn ơi, không ai trúng cả, cả 4 người cùng phải ăn cơm. Tôi thật bác ạ, các bạn ăn tan luôn. Tôi chân thật các bạn ạ, tan nước xui. Rồi, dưới nuốt. Ngon đây. Không, dưới nuốt. 1, 2, 3 bắt đầu. Con trổi gì đó. Cố lên Vinh lỗi. Cố lên cô Vinh lỗi rồi nhá. Anh với Vinh ăn rồi. Rồi đều nào, xong chưa? Nào. Cô 13 thứ 6 cười kinh. Chơi ăn một bát cơm bé bé này ăn rất là lâu tìm ra người chiến thắng. Bây giờ tôi sẽ phân lại. Đó là chỉ người nhất không phải ăn thôi, còn nhì cũng phải ăn một bát. Ba cũng phải ăn 2 bát, bét phải ăn 3 bát. Đúng rồi đấy. Đây. Sao ngắn thế nữa? Thế là dài. Rồi, Vinh Văn Hoạt. Thật dưỡng thế này thấp thật. Em gần mà. Rồi, đây. Chân chậm nhất. Chân chậm điệu ấy. Được rồi, một tí thì nữa. Ăn được không? Lên. Thấp hơn rồi. Anh cô bà veo cái hết. Cái gì anh Dương? Anh Dương một bát là 3 miếng. Vinh mới một bát à? Vinh còn 2 bát nữa, cố lên. Thằng Vinh nó chịu thua rồi các bạn ơi. Nó cứ càu nhàu, nó cứ tị này tị kia các bạn. Thôi nhá, thì Vinh chịu thua rồi. Thôi được rồi, thôi em không phải ăn nữa rồi. Thôi, chị được biết. Chúc mừng Vinh đã thua cuộc. Quay đi con viên sang rồi. Yeah! Yeah! Cô nàng này cô ơi. Rồi, ai ơi. Ui hết cả cơm này, hết cả lồi cơm. Còn một lồi nữa ông sợ, anh nấu 2 lồi rồi. Xong 1 bát.
tôi bát thứ chiến thuật rồi phải chan nước mà ăn nhờ. Tôi bát thứ 11 nhá. Bây giờ phải chơi chiến thuật chan nước rồi. Ăn cho nó xuôi các bạn. Chan nước càng nhanh đầy bụng. Trò tiếp theo đó thi uống Coca, ai uống nhanh nhất sẽ người chiến thắng. Yeah. Rồi tôi rất là công nha, có chơi rất là công nha. Cứ nào uống hết thì thôi. Sẵn sàng chưa? Cái trò này tôi chắc là thua rồi. Khó uống lắm, Coca khó uống lắm. Hay ai ăn 3 bát cơm thay không uống Coca? Được. Đang làm chỗ ăn cơm. Thế nào? Vừa uống Coca vừa ăn cơm này. 2 3 bắt đầu. Xong luôn. Ôi. Anh cô uống nhanh lắm thật. Rồi. Rồi anh cơm đi à? Kéo tay à? À. Sao? Ta kéo tay gì? Rồi anh vẫn thua rồi. Thế mà mọi người bảo là uống chậm, băng ngọt bảo uống chậm, anh cô uống chậm cuối cùng thắng cả tôi. Mọi hôm là tôi buổi trưa ăn 4 bát nhưng mà hôm nay ăn 2 bát để đánh giành bụng nên hôm nay căng, hôm nay đánh vẫn căng được. Thế nào đúng không? Đây. Mày chưa lo uống chai nước vào cái lo ngay. Tâng bắn thì cho anh chấp chắc cả 4 người lại gộp lại một lần nhưng tâng cầu thì không biết thật. Thật cái này tâng bắn thì tôi ăn chặn nhưng mà tâng cầu thì không biết thật. Rồi thế là ai thắng được bác ngọt. Rồi giờ đứa tụi bác ngọt thôi. Rồi nhiêu gái? 21 gái. Thế chơi tâng bắn có phải tết đi ra. Tết đi ra. Mười cái rồi. Mười một cái. Mười một cái à? Anh con chung rồi. Quá rồi. Bốn. Năm. Sáu. Hồi hơn mình. Tám cái. Tám cái. Tám hơn chưa? Anh Dương có một mười một. Anh Dương đây mười một. Đưa ra thử lại lần nữa ra nào. Em thử đi. Bác Ngọt đánh sao được em? Tâng cơ tâng bóng thì có vẻ tâng được nhưng mà tâng cầu khó lắm các bạn. Thật tâng bóng anh chấp 3 người tâng cầu không tâng được thật. Thì nào. Cuốn bao nhiêu bát rồi? Tao nhớ, tao đâu đếm được. Không rồi à? Ừ. Anh tưởng anh côn hai cái à? Anh hai. Anh tưởng anh cái đấy là tưởng anh giỏi lắm mà anh là. Chuẩn bị ra. 1 2 3. Tôi chết rồi, rồi lại hai bát rồi. Ôi, cái này thì không phải quỳ băng bọn đi thẳng mà. Ờ, băng ngọt thắng rồi. Yeah. Băng ngọt thắng nhiều ghê ta. Tập 2 vòng cuối này. Thế này mình chỉ 2 ván bét nữa là thôi, chắc là thôi đó. Phải tung can nữa nhá. Ôi lắm rồi, 5 điểm cao lắm các bạn ơi. Trời ơi. Tung đường chéo nhá, không tung đường chéo thế nhá. 5 điểm quay nhất, 6 điểm là nhất gì. Vậy là tôi được 5 điểm nha. 5 điểm thì ai chơi? Bây giờ chỉ cháu với bác ngọt ai ăn 2 ăn 1 thôi. Vừa nói ra. Bác ngọt 1 rồi. Bác ra sới luôn đi. Bác ra sới. Rồi đến tôi. Bác ngọt ăn 2 luôn. Bác ngọt 1 điểm. Bác ngọt 1 điểm. Ở đây làm gì có 0 điểm nhỉ? Cả 5 điểm. 11 điểm lại đấu tiếp. 1 điểm thì lại đấu tiếp này. 2 điểm. 2 điểm thôi bác ngọt rồi ăn 1 bát. Trời ơi. Bắt đầu tiên giếng nó đã 5 điểm rồi thì làm sao mà khó, khó ăn 6 lắm. Rồi bây giờ băng ngọt bét nhỉ? Yeah. Băng ngọt ăn 2, anh cô ăn 1, băng ngọt ăn 2 nghị nghị ẹn lắm. Chắc là phải hết lồi cơm này mới tìm ra người chiến thắng. Bước sang bát cơm thứ 12, 13 gì tôi không nhớ nữa, tầm này thì no lắm rồi. Mà chơi trò xúc sắc này thì nó đi ăn thật. Không quyết định được số phận các bạn. Bắt đầu giếng nó quay đã 5 điểm rồi thì khó ăn. Là thua. Ôi. Thua. Nhỏ đây bắn với gần đây. Ôi. Ôi ôi. Ý ơi. Rồi mày là hai người. Cảm giác mình vẫn cảm giác vẫn ăn được nhưng mà cứ múc vào múc vào mồm. Bỏ bát này hả? Bỏ cả hai bát thì bắt đây mới bát thứ nhất. Anh Côn bảo chịu thua. Giờ luôn đây đây em lại phải dọn. Ui. Ui ơi. Anh em con nghe tiếng ua ở đâu không? Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhá. Vậy là xong clip, nếu mọi người thấy clip của chúng tôi hay cho chúng tôi một like và đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn xem clip của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.